Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Cách đây 5 ngày thì mình có lên một clip ha, giới thiệu về cúc mâm xôi của mình, cập nhật tình hình. Thì sau 5 ngày này, mình quay cho các bạn xem. Cúc của mình nó đã nở rất nhiều rồi, vàng rồi ha. Đó. Mình sẽ quay một vòng ha, từ đầu này cho tới đầu kia khu vườn của mình. Ở đây là các bạn, những cây bông mà hàng vìa là nó bung ra này này, nó bung ra này, vẫn còn một chút nhì ở phía dưới, ở giữa này ha. Ở trên này thì còn búp búp, nhưng mà cái này cỡ tầm 5 ngày là chắc nở hết quá. Đây. Nhưng mà cúc mâm xôi thì chơi cũng rất bền mà. Hôm nay thì đã là ngày mùng 6 rồi, mùng 6 tháng 12 âm lịch rồi ha. Các bạn thấy chậu cúc có đẹp không? Quá trời là đẹp luôn ha. Hàng ngàn bông hoa màu vàng rực. Cúc mâm xôi năm nay mình làm thì giống là cái giống màu vàng 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 chanh nha các bạn. Màu vàng chanh thì nó sẽ bung nhanh hơn á. Mình thì tưới mỗi ngày 2 cử ha, cũng đang cố gắng để cho nó cho những cái chậu nở này này nó kìm lại chút đó. Cái chậu nặng trịch này đó, và hạ nó xuống đất ha, để cho đỡ mất nước, chứ giờ mà kê nó lên nó nhanh khô dữ lắm các bạn ạ. Mình quay cho các bạn xem một chút. Cái khu này của mình là vàng rực luôn đó. Đi xa hơn chút nữa ha, đầu kia nè kìa, ở phía bên kia cũng vàng luôn. Mấy cái chậu năm của mình thì nay hạt cũng rất to đây này đó. Cái chậu này, chậu năm con rùa này các bạn, chậu này vậy mà đẹp ha. Còn cái chậu này của mình thì tiếc quá chừng nó bị chết nhánh nè, nó chết nguyên một cái nhánh to đây luôn này các bạn đó. Hạt cũng rất to rất đẹp mà chết rồi này, cứu không được rồi các bạn ơi. Đó. Nó bị hư cái bộ lá. Cái nó đi ha. Đó. Cúc mâm xôi của mình nụ rất to nha. Nụ rất to cho nên cái bông hoa nó cũng rất to. Đó. Những bông hoa này, đây xè là chưa hết cỡ đâu các bạn, còn nhị này mà nó là rất to như thế này này ha. Nụ to thì bông nó sẽ to thôi. Đó. Mình quay cho các bạn xem. Về bộ lá thì xanh nhá, mướt, đầy đủ lá. Đó, ở trong luôn nè. Và cây thì rất đặc tàn, cứng tàn. Những chậu bông thì nó tròn đều, nó như cái mâm ha. Thì ra giờ mình mới để ý là cái tên này là cúc mâm xôi á, giống như cái mâm á. Ở người miền Bắc người ta hay dùng từ mâm á, hay dùng mâm để dọn cơm ăn lắm. Miền Nam thì mình không biết đó, các bạn thấy không? Nó to và tròn ra như một cái mâm. Bằng thì của mình thì một nửa là đã nở như thế này rồi ha. Ở đầu kia có một cụm nữa, nó cũng nở rộ như thế này luôn đó. Một nửa là đã nở như thế này rồi đó. Cái này thì còn có 2 ngày nữa là lái vô, và 3 ngày nữa thì đã xuất vườn rồi, cho nên như thế này thì cũng ok rồi. Tại vì giao hàng miền Bắc thì người ta yêu cầu phải nở ít nhất cũng trên 30% hay 40% ha. Như những chậu này là hôm sau chắc người ta sẽ lấy hết này các bạn. Đó, các bạn thấy đã không? Vậy là giờ ra ngoài vườn là rất thích, tại vì nó rất đẹp. Còn một phân nửa của mình thì như thế này này. Đó. Cái này thì mới chạy đường viền nè, đó, nó đang chạy đường viền này. Và có số thì chưa. Cái này thì hạt thì vẫn còn hơi nhỏ li tim mà bóng đầu rồi ha, đã bóng đầu rồi. Lác đác thì cũng một vài bông nó đã nở rồi đó các bạn. Từ nay tầm tới 15 thì cái sân của mình thì nó vàng rực hẳn. Nhưng mà lúc đó chắc bông là cũng nó gần hết rồi, không còn nhiều nữa. Đây, có chậu này nở quá trời là nở luôn nè. Thì toàn bộ của mình thì bông thì được chia làm 2 loại đó. Một loại thì đã nở ra, một loại thì bóng kiếng là sắp nở ha. Và bộ lá thì đều như nhau hết, rất đẹp. Và cây thì tàn thì nó đặc đặc kẹo đó, từ trong ra ngoài này.
Mình quay cho các bạn xem một hàng ở trong kia lại đó. Nói chung là rất được ha. Đi lại đường này, trời ơi, cái con đường đi này các bạn, ngày nào cũng lội lên con đường này rồi phân thuốc biết không. Cây mai hôm bữa mình lật lá thì nay nó bắt đầu bung rồi nè. Mình lật ngày 27 á, nó bắt đầu bung vỏ trấu ra và cho lên nụ xanh rồi nè. Cây mai quá trời đẹp luôn các bạn ha. Đó, có một cây lộc kìa. Đi lại gần cái chậu C8 của chậu 8 chứ nhỉ, không phải chậu C8 đâu. Mình cũng có một số chậu nó hơi bị ngóng đầu lên này các bạn. Và cái hạt thì nó thì cũng chưa được bự lắm. Nhưng mà cái này là kịp Tết đó. Đó, nhưng có những hàng này như còn xanh này các bạn. Đó. Các bạn thấy nó có đẹp không? Như thế này vẫn chưa thấy là đẹp đâu ha. Phải như cỡ này này. Đó, cái chậu này mình mới thay. Mình thay cái chậu 4 này các bạn. Cái chậu này là cái chậu 4 này. Mình thay hôm bữa mình thay được 20 chậu và mình để lên. Những cái tàn này nó không khác gì là cái chậu chậu 5 hết ha. Vô cùng to và bự luôn. Đó. Mình thay được 20 chậu 4 này. Đó, các bạn thấy chưa? Quá trời là đẹp luôn. Cực kỳ to luôn. Thì quay qua điện thoại như thế thì nhiều khi á, mình nhìn mình không ước lượng được chứ cái tàn mà cúc của mình mà từ bên này qua bên kia chắc cũng là 8 tấc 9 tấc hơn á. Nếu mà đo theo cái vòng tròn của cái cây ha. Còn đây là cái chậu 8 của mình này các bạn. Đấy. Bây giờ ở trên này nó đã bóng kiếng rồi này. Sắp nứt rồi này các bạn. Trời, mình bây giờ mình sẽ đấu giá cái chậu 8. Cái này mà ai mà mê cúc mà thích chơi cúc mà có căn nhà nó thật bự ha. Mình trưng lên chắc nó vô cùng đẹp luôn. Đó, quay xa một chút để lấy hết các cái khung hình cho các bạn xem ha. Thì chậu đó đường chậu này là chậu 8, lọt lòng là 80 cm. Nhưng mà nếu mà đo theo vòng cung thì cái này chắc phải tầm tới hơn ạ. Hơn một mét rồi, 2,3 m rồi đó. Nếu mà đo theo vòng cung của nó ha. Thì chậu 8 này thì hạt nó cũng được rồi các bạn ơi, đó. Một số là bóng kiếng là muốn bung rồi nè. Cái này là bóng kiếng mà cái này là muốn bung luôn rồi nè. Như thế này tới Tết là vô cùng đẹp luôn ha. Cái khi nào mà nó thật cái chậu này mình làm từ một cây đó các bạn. Làm thí nghiệm mà không ngờ nó lại thành công. Làm mấy cái chậu này nhiều khi hên xui dữ lắm chứ không phải là ấy đâu. Đây, những cái hàng cúc này của mình thì đều là bóng kiếng rồi. Đó, nhưng mà nó còn hơi yếu ha. Thì mình được 50% này và 50% kia mà. Đấy, mình quay một vòng cho các bạn xem. Bây giờ thì chạy viền khá nhiều rồi. Đó. Và chậu nó tàn, nó to lắm các bạn ơi. Hạt này, hạt nó lên này. Cúc mâm xôi thì giai đoạn này là bắt đầu chảy viền hết rồi. Từ nay cho tới ngày 15 là bắt đầu phải chảy viền hết. Và thì tới Tết nó mới đẹp, mới rực rỡ ha. À. Các bạn cảm thấy thế nào về những cái chậu bông như thế này? Mình mình ấy, ở đây khu này của mình thì nó nở rồi nè. Đó. Vàng rực. Đó. Nó nở nhưng mà cũng có những chậu xè, chia xè ha. Mình cũng đang cố gắng kiềm thêm một chút nữa. Đó. Kiềm thêm một chút nữa này. Mình để nó ở dưới cát này. Để xem rễ này ăn ra nhiều chưa. Rễ này ăn ra quá trời luôn này các bạn. Đó. Rễ nó ăn ra dưới nhiều lắm rồi. Ha. Đó. Bộ lá thì rất đẹp. Tàn thì đặc. Đó. Cái vầng chanh nên nó nở nó rổ cũng nhanh ha. Từ ngày mà cái cúc của mình nó bắt đầu nở tới nay là cũng đã hơn 15 ngày rồi. Nó bắt đầu nở nhá. Bắt đầu nở lá ra một vài bông đó. Đã hơn 15 ngày rồi. Và bây giờ thì nó đã lên tới nóc hết rồi nè. Và ở đây là trong cái tình trạng là mình có kiềm ha. Mình không dám mà để nó khô đâu. Cái này mà các bạn mà để nó khô một cái thôi là nó nở nhanh dữ lắm. Đấy. Quay cho các bạn xem cái màu bông này. Đó, đó là cái bông này là nở như to như thế này mà vẫn chưa hết tai nha. Vẫn còn á, còn búp còn hoa mà nó đã che kín hết mặt rồi này. Đó. Những cái chậu bông này mà tới khi mà nó nở ra hết thôi là một cái màu vàng rực, hàng trăm ngàn bông cúc ha, rất tuyệt vời.
Đây thì hôm nay mình quay vậy thôi. Giai đoạn này thì chủ yếu là bọn mình tưới nước cho cây nó đủ nước. Chứ cũng ít xịt lại rồi. Lâu lâu thì có xịt sâu á, sợ nó bị ăn cái nụ á, mình xịt sâu á. Sâu ăn nụ thôi chứ những các cây khác cũng ngưng rồi, không còn xịt nhiều nữa ha. Chủ yếu là cung cấp nước cho cây. Với những cái hàng mà nó còn như thế này này các bạn, nó còn hơi nhỏ nhỏ mà mình muốn nó bung sớm ha. Mình muốn nó nhanh nở á. Thì mình buổi trưa nắng á, chứ tầm đầu giờ chiều ha. Đầu giờ chiều đi. Là mình ra mình tưới nó ở trên trên cái mặt nó. Mình dùng nước mình tưới nó lên. Nó nhanh bung lắm nha. Tưới như vậy nó nhanh bung lắm và mình mình thấy nhiều người làm lắm và cái cách đó cũng có hiệu quả. Cái đó không chỉ đối với cúc này thôi mà còn đối với vần gì ta, Hà Lan á. Hà Lan mình cũng làm y vậy không à. Đó, mình tưới ở trên trên đầu bông ha. Nó cũng nhanh bung. Rồi. Quay một vòng thì cũng đã tới đây rồi, là tới hết khu vườn của mình rồi. Đó. Quay sang cho các bạn xem một chút về những cái chậu mình mới thay này. Đây là những cái chậu 4 nha các bạn. Chậu 4 tức là đường kính lọt lòng là 40 cm ha. Đó, mà mình thay vô cái chậu như thế này. Cái chậu cúc của mình. Đó. Nó nằm nó tràn đầy hết đó. Mình thay được 20 chậu để sẵn đây ha. Cái này thay thì một phần thì mình cũng để biếu ha. Đó, những cái chậu đó mình biếu rồi mình cũng ông bà vậy đó. Đó. Thì năm nay cũng hên nhà mình làm được đám cúc đẹp ha. Uống nước thì nhớ nguồn. Trên. Rồi. Có một chậu này nó cháy cháy uổng quá trời luôn ha. Đây là cái này là phân đó các bạn. Phân nó đi ngang qua đây mà mình xả không kỹ á. Nó rùi luôn những cái nhánh luôn này. Cho nên bạn nào làm cúc lưu ý ha. Phân là phải xả thật kỹ và tuyệt đối là không cho dính lên trên đầu bông. Nó cháy là thật là uổng luôn ha. Rồi, video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.